chúng ta sẽ có công thức gốc này. Công thức gốc đó là S bằng cái gì? Nào và phòng nằm ngoài biển S bằng VT. Ok, kiếm một điểm rồi. Thứ hai là vận tốc trung bình V trung bình nào. Bạn nào kiếm điểm nữa nào? Ngoài mạng V trung bình là S trên T. Thì sao? Vâng, S ở đấy chính là tổng S. V là chính là tổng T. Thế thì nhỉ? Tổng T phải ghi này, ghi vào đây. Tổng S và tổng T. Vậy tức là bằng S1 cộng S2 cộng chấm chấm là chia cho gì nhỉ? T1 cộng T2 có chấm chấm chấm. Đấy, tổng quát như thế. Sau đây chúng ta sẽ vận dụng. Đấy. Vận dụng dạng này thì sẽ chưa có rồi. Và trong này là có khá là nhiều bài tập nhé. Em sẽ tự làm ở nhà. Đấy, thấy có đáp số sẵn rồi. Đấy, có cả đáp số sẵn. Nếu được em làm ở nhà làm bao nhiêu bài có so với kết quả đúng thì em sẽ được cộng mấy điểm. Đấy, nhưng mà thật ra cảm thấy rất là ít mà thầy sẽ dạy mẫu thôi. Ví dụ. Ví dụ ở bài 1 trong tài liệu. Bài 1 thì và một xe chạy trong 5 giờ. Thầy cộng tắt nhé. Tổng thời gian tổng T là 5 giờ này. 2 giờ đầu xe chạy trong vận tốc trung bình. Tức là T1 bằng 2 giờ thì V1 bằng 60 km trên giờ. Và 3 giờ sau thì 3 giờ sau tức là T2 bằng 3 giờ. Xe chạy với vận tốc trung bình là 40 km trên giờ. T2 bằng 40 km trên giờ. Yêu cầu em là hãy tính vận tốc trung bình của xe trong một phút trên giờ. Tính V trung bình. Tổng đây, chia cho 5 đúng không? 2 3 5. 2 3.
đầu chặn là ô tô đi 1/4 đầu thời gian, tức là t của nó bằng gì nhỉ? Là bằng t trên 4 đúng không? Đó, tức là t 1 là gì? Tổng thời gian là t trên là trên 4 đấy, ra bắt đầu chặn ô tô đi được 1/4 tổng thời gian. Xong chưa? Để bạn cho một chỉ, không để bạn thế này. Thời gian rồi, khoảng thời gian rồi. Đấy, ví dụ
nửa quãng đường sau là S2 cũng bằng 1/2S, nhưng mà V2 là đi một nửa nó bằng 1/2 V1. Xác định V1, V2 sau cho sau 10 phút xe đi tới B, sau 10 phút thì xe đi từ A tới B, hãy tính V1, V2 tính V1 bằng V2.
thì là v trung bình sẽ bằng với 1/2 em ạ. Đấy. Và tổng S là bao nhiêu đây? 2400, tổng T là 600. Vậy thì mình sẽ có công trình. Đây chúng ta sai ra bằng 4 đúng không? 2400 là chia cho 600 là bao nhiêu? 4. Là bằng 4. Vậy đó suy ra là V1 tổng V2 bằng gì nhỉ? Bằng 8. Đây các em kết hợp hai công trình này các em giải ra. 1 và 2. Thế còn nếu như
khi gặp nhau thì có cái gì bằng cái gì nhỉ? X1 bằng G2 tọa độ hai xe bằng nhau. Sau đó mình sẽ giải D ra. Thì ví dụ bài số
hay không là trừ. Đấy, trừ 0,5. Ít hơn mà. Thế còn nếu mà ta chọn mốc thời gian là người B chuyển động mà người A chuyển động trước đó 0,5 giờ nè, thì cái tên 0 của người A là gì? Trừ 0,1, trừ là 0,2. Người A là cộng chứ. Người A là cộng chứ.
nhớ nhé, bao nhiêu điểm em phải tích vào tí nhiều